Xin chào tất cả anh em ha. Khá là lâu rồi thì mình cũng không có thời gian mà để quay video mọi người. Thì hôm nay nhân dịp đầu năm Tết ha. Và mình giới thiệu một cái combo đầu tiên. Có giá bán lẻ cho anh em luôn ha. Đây, đó. Rồi, một bục trọn bộ nha mọi người. Trọn bộ đây. Tờ 100 đồng gồm 1 và 2 ký tự. Đó. Tờ này thì mình tính giá bán là thường thường là 70 ngàn mọi người. Đó. Một bộ này thì hồi nãy mình cộng là tầm khoảng 5 triệu. Thì anh em cứ xem giá chốt ha. Tờ này 60 ngàn. Tờ 2 đồng 1955 bên đợt đầu ha. Loại này cũng 60 nè. Cộng lại mà tới 5 triệu luôn đó mọi người. Tờ này thì giá rẻ mọi người, 120 ngàn. Rồi, đến cái tờ này 20 đồng xe bò. Tờ này thì nó hơi xấu hơn một tí nha mọi người. Đó, tờ này anh em nào lấy mình để 300 luôn ha. Rồi, đến 50 đồng, 6 mũi trâu. Tờ này còn khá là ok ha. Tờ này anh em nào lấy mình để cho 5 sĩ, 500 đó mọi người. Rồi, đến tờ này 900 ngàn. Đó, 500 đồng chùa Thiên Mụ. Thì tờ này mình bán khá là lâu rồi, 2.800.000. Đây, 2.800.000. Đó. Tờ này thì 900 nè. 500 đồng, có lỗ kim khá là nhiều nha mọi người. Trọn bộ 2 triệu. Rồi tờ này 180.000 một tờ. Gồm 1 ký tự và 2 ký tự. Anh em nào lấy một cặp thì mình sẽ chỉ bao ship thôi chứ còn không có bớt được ha. Loại này bây giờ khá là cao ha. Rồi, giới thiệu qua tiếp theo luôn. 2 đô, 1976. Mới về được có 5 tờ thôi mọi người. 150 ngàn một tờ. Đó, khá là ok ha. Có 5 tờ thôi ha. Đây, mặt sau nè. Loại này mình lấy rẻ nha mọi người. Nói chung là chất lượng tầm này là mình còn lấy rẻ nè. Chứ đợt trước mình nhập về tới 100 mấy luôn. Mà mình bán khoảng 170 ngàn. Thì hiện tại thì mình mới mua được có 5 tờ thôi. Cũng không có nhiều đâu ha. Còn 2 đô 1953 thì mình sẽ quay video ngắn thôi. Rồi đến loại này 50k một tờ, 20 đồng 1969. Loại hoa văn ha. Bóng chìm là hình tướng nha mọi người. Đây. Đó. Bóng chìm là hình tướng ha. Khá là đẹp. Chất lượng thì tầm khoảng vừa phải thôi chứ cũng cũng đẹp á mọi người. Nói vừa phải cũng hơi nó hơi bị chút xíu thôi. Chứ bị hơi bị ố chút xíu ha. Đó. Đây. Rồi tiếp theo. Tờ này 60.000 rồi mọi người. Giá hiện tại là Tết nó đang lên ha. Đó. 60k một tờ. Cũng không có nhiều đâu mọi người. Loại này hiện tại mình đang đi kiếm cái giá tốt hơn và không có ha. Rồi, đến loại này 90k một tờ. Đó. Cũng có mấy tờ thôi, còn anh em mua thì mua thôi đó. Rồi đến tờ này đạt đỉnh điểm cận Tết 100k một tờ. Đó. Anh em nào lấy 10 tờ thì mình sẽ bao ship ha. Còn mà kêu em bớt nữa thì em cũng chịu luôn. Giá hiện tại lấy số lượng mà nó đã lên tới gần 80 ngàn mọi người. Mình bán không lẽ 90 ngàn mình lời 10 ngàn tờ thì tính ra cũng đâu có bao nhiêu đâu. Tiền ship rồi gói hàng lum hết. Cho nên lên 100 rồi ha. Anh em nào lấy số lượng thì ví dụ tầm khoảng 10 tờ á thì em sẽ bao ship thôi. Còn mà nói số lượng vậy thôi chứ cũng không có nhiều đâu mọi người. 40 tờ à. Đợt trước mình lấy 50 tờ về là hết rồi. Không còn nữa mọi người. Đây, em sẽ lấy cho mọi người xem ha. Tại vì cái video lâu lắm rồi mình không có quay video cho nên mình cũng không có thời gian luôn mọi người. Mình bán trên TikTok á. TikTok shop ha. Khá là nhiều anh em đặt. Cho nên không có thời gian mà để quay YouTube. Không còn thời gian quay YouTube luôn mọi người. Một ngày có khi cả 100 đơn. Không có thời gian luôn. Để nhắn tin luôn á.
bên Zalo thì mình sẽ trả lời từ từ ha. Còn anh em nào đặt nếu mà gấp rút quá thì có thể điện thoại trực tiếp thì mình sẽ gói hàng liền trong ngày ha. Rồi, video tiếp theo 30 đồng 1985, tờ này bị gấp nha mọi người, gấp giữa ha. Đây. Đó. Bị gấp giữa nha mọi người. Anh em xem rồi kỹ kỹ mà lưu ý ha. Chợ Bến Thành 1985. Đúng một tờ thôi, cũng không có nhiều đâu ha. Lâu lâu mới mua được một tờ 30 đồng này thôi. Nè đó. Không hề rẻ nha mọi người. Tờ này anh em nào lấy mình để cho 500 ha. Loại này giờ kiếm rẻ, kiếm không ra luôn. 500 một tờ đó mọi người. Rồi, đến tiếp theo. Cá hóa long 180 nghìn một tờ. Đây, cá hóa long ha. Loại này thì bóng chìm là hình đầu con rồng phía bên đây. Đó. Tiếp theo cho anh em luôn. Lăn đấu cũng bóng chìm là đầu con rồng luôn ha, phía bên đây. Đó, tờ lăn đấu. Như mình mua được tờ rẻ, đúng rồi. Tờ này 150.000 nè mọi người. Tờ này rẻ ha. Nói chung là tờ kia nó hơi mắc một chút. Đó. 150.000 một tờ. Nó hơi cũ một tí nha mọi người. Anh em xem rồi tham khảo ha. Đó, 150 nè. Rồi đến tờ này. Tờ này 250 một tờ. Đó. Anh em muốn lấy tờ nào cũng được à. 250 ha. Rồi. Cái loại này, thì nó hơi cũ rồi. Tờ này thường thường mới một chút mình bán 120 á, tờ này anh em nó hơi cũ ha. Anh em mà lấy mà để cho 100 luôn. Như thường thường như cái loại này thì mình sẽ bán 120.000 nè. 10 đồng vào cái gỗ 1976 ha. Đó. Cái này là năm 1976 nha mọi người. Rồi đó. Tiếp theo là 1 đồng 1976 50k một tờ. Cái loại này mình còn khá là nhiều luôn. Còn cái số lượng thì cũng cả, chắc cũng cả trăm tờ đó mọi người. Rồi. Còn cái này thì mình mới mua về thôi. À, loại này thì 40 rồi nha mọi người. 1 đồng mấy cây. 1964. 62 64 gì đó mình cũng quên luôn rồi, viết mình lú luôn ha. Loại này thì 70.000 rồi mọi người. 100 đồng kỷ niệm ha. 65 năm thành lập ngân hàng, do ngân hàng nhà nước in và phát hành. Đó. Không có sử dụng nhưng mà chỉ để kỷ niệm thôi. Rồi đến 10 xu. Loại này bên em còn hàng trăm tờ luôn. Cho anh em chọn lựa và mua ha. Còn cả trăm tờ luôn mọi người. Giá bán là 40.000 một tờ 10 xu. Rồi cái lô này anh em nào lấy nè. Đó, mình sẽ giới thiệu cho anh em từng tờ từng tờ. Mà hồi nãy mình cũng quên đếm luôn ha. Quên đếm nha mọi người. Cũng khá là nhiều á. Cái tờ 30 đồng hồi nãy là 500 nè mọi người. Đó. Anh em nào mua thì mình bao ship luôn ha. Đây. Mình thì của mình còn hai tờ này nữa nè. Gạp vô luôn. Mà cái này tờ này nhỏ quá. Rồi. Đây là đô cũ. Campuchia bỏ đi. Campuchia anh em nào lấy. Nè, có 3 tờ Campuchia này mà còn bị viết chữ lum hết nè. Loại này mà bán được gì đâu. Lào cũng cũ nè. Mấy loại này rẻ mọi người. Mấy này mình không bán ha. Loại này anh em nào mua cái lô này mình tặng luôn. Chứ mình cũng không thèm bán nữa. Có mấy tờ này thôi mọi người. Campuchia này thì rẻ rồi. Mình bán một sắp quá 200.000. Đó. Loại này thì anh em nào mua cái lô này mình bán ha. Cái này mình cũng mới mua thôi mọi người. Gồm mà một tờ 2 đô, hai tờ 1 đô, đó là 4 đô. 4 đô này thì có giá bên mình bán là loại này 20, 40 nè. Loại này 20, 40, loại này 40 nữa là 80 nè, đó. 3 tờ 80.000. Rồi đến 120 bạc của Thái Lan. Đó. Hai loại 50 bạc này nó khác nha mọi người. Mình thấy nó khác nè.
nó khác cái hình và nó khác cái mặt trước mặt sau luôn, nó khác năm ha. Mình cũng không biết năm nào luôn, mình cũng không rành ha. 120 bạc này nè, y quy ra một bạc nó có gần 700 đồng Việt Nam thôi, 100 bạc nó có 70.000 thôi ha, 100 bạc có 70.000 thôi à. Cái này mình quy ra cái đổi thôi, và có một tờ 2 đô đó. Cái này hồi nãy cái này là 80, cái này 120 đi ha. Mấy tờ bạc chứ tờ đô này 120.000 ha, này 80 nữa là cho nó tròn tiền đó mọi người. Là 200 nè, đó. Rồi đến 5 đô Canada, loại này bằng polymer ha. 5 đô Canada mình cũng không không có biết bao nhiêu luôn, mình quên luôn rồi. Tờ này thường thường lúc trước bán tầm khoảng trăm mấy 200 tờ rồi. Loại 5 đô Canada ha. Gọi là Úc á mọi người, 5 đô Úc á. Rồi này, cái này hồi nãy là 120 là cái này anh em nào lấy mình để cho 100 luôn ha. Đó, chơi với anh em lớn luôn á. Là cái này là 300 rồi. Rồi, đến tiếp theo. Tôm Trung Sơn. Loại này của Đài Loan ha. Tiền Đài Loan, tiền xưa nha mọi người. Tờ này tính ra 50 là 350 nè. Rồi. Cái này là 5.000 Campuchia và 2.000 Campuchia. Tờ 5.000 này thì hình như là đang sử dụng nha mọi người. 2.000 với 5.000. 5.000 ria và 2.000 ria. 100 ruby. 100 ruby này cái dạng xưa nha mọi người. Năm 8 mấy hay 6 mấy gì đó. Hình như năm 8 mấy thì phải. 100 ruby của Indo ha. Loại này xưa có hình con chim ở phía bên đây. Mình cũng không rành lắm nhưng mà chỗ này 50 nữa đi cho dễ mọi người. Tặng luôn tờ này luôn. Rồi đó, một combo. Combo hồi nãy là cái gì à? Cái này như 300 rồi nè. 300 này 100 là 4 nè. 450 nha mọi người. Rồi. Combo 450.000 bao ship tặng giường. Có con lóc cũ này mà hôm bữa mình mua ở ngoài á mọi người. Mua dân, dân cũng không có dễ mua đâu mọi người. Họ cũng biết tỷ giá ha. Nói chung là 1 đô mình cũng bán đổi cho mọi người có 20.000 1 đô thôi. 1 đô bây giờ là giá hiện tại gần hình như là đô nó bị xuống rồi. Đợt trước nó ra tới 25.000, đợt này chắc còn 23.000 quá. Rồi đó. Cái này với cái này Campuchia mình hết rồi. Campuchia mình bán online cũng không đủ luôn. Còn em lấy 200 đồng mua về lì xì Tết cũng được ha. Loại này rẻ mọi người. 100 tờ 60.000, 1.000 tờ 450. Đó, ship 30.000 một lần ha. Bên đây cái loại này thì mình còn tới gần 50 bó mọi người. Gần 50 bó ha. Anh em có thể đặt số lượng cũng được, nhưng mà đặt số lượng nhiều á thì có thể cọc giúp em ha. Cọc ship ha. Tại vì cái này luôn mọi người. Tòi này nó hơi xấu nha mọi người. Tòi này 30 nè. Tòi này 30 nè. 30.000 tờ ha. Lâu lắm rồi mình không có quay cho nên mình quay chơi luôn. Rồi, đến 5 đồng. Tòi này mình bán tùm lum giá luôn á. Khi bán 120, 150. Một cái loại xấu được chứ mình bán có mấy chục còn. Đợt này loại này nó cũng ít lại rồi. Không còn như lúc trước nữa ha. Tờ này anh em nào lấy mình bỏ cũng 120 mọi người. 120 thôi ha. Lâu lắm rồi mình không có quay video nè. Đó, mình có mấy tờ này thôi. Rồi karaoke nữa mọi người, chắc mình tắt video tại đây ha. Mình sẽ quay nhiều cái video ngắn khác nhau. Mấy loại này thì mình quay khá là nhiều rồi. Đó. Loại này thì giá bán tầm 70-80 thôi mọi người. Tờ cũ hơn thì tầm khoảng cũ thì tầm khoảng 30-50 đó. Mà mới nữa không còn ha, mới tờ giờ trăm mấy không à. Hết hàng rồi mọi người. Rồi video này mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt anh em ha.